Những năm nửa cuối thế kỷ 19, Việt Nam bị thực dân Pháp xâm lược, biến nước ta thành thuộc địa của chúng. Dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, người dân đã bị rơi vào cảnh nô lệ lầm than khổ cực. Đã có không ít các phong trào của một số nhà yêu nước tiêu biểu nối tiếp nhau, nổi dậy chống lại ách thống trị của thực dân Pháp, song đều lần lượt bị đàn áp. Cũng vào thời điểm ấy, tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, năm 1890, đã có một cậu bé được sinh ra, lớn lên và được dưỡng dục bằng truyền thống yêu nước thương dân của gia đình và của quê hương đất nước. Cậu bé Nguyễn Sinh Cung, khi lớn lên, được biết đến với cái tên Nguyễn Tất Thành, rồi Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam. Lớn lên, khi đất nước vẫn còn chìm trong đêm dài nô lệ, người quặng đau nỗi đau của nhân dân, người nhìn rõ kẻ thù của dân tộc và nung nấu ý chí đánh đuổi thực dân. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ bến Nhà Rồng, trên con tàu La Tourette-Treville, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã đi tìm đường cứu nước dưới cái tên Văn Ba. Trải qua bao tháng ngày với nhiều chuyến đi đến các nước ở châu Âu, châu Phi và châu Mỹ với muôn vàn khó khăn vất vả, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã có điều kiện tiếp xúc và tìm hiểu thế giới của những kẻ bóc lột và những người bị bóc lột. Cũng từ đây, người đổi tên Nguyễn Ái Quốc trở thành người cộng sản đầu tiên của Việt Nam và tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, với sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra đời. Đảng đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.